trình tin tức của buổi trưa ngày hôm nay, Thủy Tiên xin nhắc đến quý vị. Sau sự thành công vang dội của Vista Kids Season 1, Trung tâm Thúy Nga và Đài Việt Face TV xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Vista Kids Season 2 sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2017. Gia đình quý vị nào có con em có những tài năng đặc biệt như là ca, múa, hát, đàn, xiếc, ảo thuật thì quý vị hãy ghi danh cho các em. Hạn chót đăng ký là ngày 31 tháng 3 năm 2017 thưa quý vị. Và bây giờ đã đến lúc Thủy Tiên phải nói lời tạm biệt với quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày làm việc thật hăng say vui vẻ và một bữa cơm tối với gia đình tràn đầy hạnh phúc. Chào tạm biệt quý vị. Ok, thank you. Thôi, đi thẻ. Sáng giờ đi tìm nhà cho xe mà sao mà khó khăn quá vậy không biết nữa. Nhà rẻ một chút á thì dơ quá. Còn được được một chút á thì mắc quá à. Tiền đâu mà thuê nổi. Chết quá. Mệt quá. Đau quá. Chị sao vậy? Để khám cho. Trời ơi. Thở đều chị. Hít vô. Thở ra. Rồi, vô qua đây cho em kiểm tra. Ờ. Hít vô. Thở ra. Cái gì vậy? Dạ. Gì vậy? Ở đâu lại đè tôi khám bệnh vậy? Em thấy chị thở hổn hển, em biết là chị có bị cái gì không? Trời đất ơi, thì trời nắng quá mệt chứ có gì đâu. Làm gì như y tá bác sĩ với khám bệnh tôi. Dạ, giới thiệu chị, em là y tá à. Ờ, vậy hả? Dạ. Hỏi đi, trời thấy đeo tùm lum là biết rồi đó. Gửi gì vậy? Chị. Hả? Cho em hỏi cái địa chỉ này nằm ở đâu vậy? Tôi tìm người quen hả? Dạ, em muốn đi tìm nhà cho xe đó, xe phòng. Dạ. Em nghe nói là cái ông bác này nè, ông rất là kỹ tính, nên là nhà lúc nào cũng sạch sẽ thoáng mát hết, và còn cho thuê rẻ nữa. Tự nhiên là xe của em đi đến đây định vị đó chị. Sao tự nhiên cái nó im ru luôn à? Em không biết nó nằm ở khu vực nào hết. Ờ, làm gì có nhà rẻ mà thoáng mát mà sạch sẽ cưng. Chị, có bạn thân của em á. À, em có giấu gì chị, còn bạn thân của em á là bác của nó cho xe phòng. Ồ, dạ. Dạ, rất là kỹ tính. Nhà lúc nào cũng sạch sẽ hết á. Ôi dạ, mà còn cho thuê rẻ nữa. Biết sao không chị? Ổng á, ổng kiếm tiền là phụ thôi. Còn cần người vô á là cho đỡ buồn. Phải không cưng? Dạ, đúng không? Bởi vậy em mới phải đi kiếm liền nè. Ôi, cái này quen quá, cái địa chỉ này quen quá hả? Dạ. Ở đây nè, nó gần đây nè. Ở đâu chị? Đi ngược lại đi. Đi ngược lại. Hả? Dạ. Ở đây nè, cưng. Dạ. Đi tới cái ngã ba đó. Tới cái ngã ba. Ngã ba đó, cưng. Dạ. Quẹo trái. Quẹo trái. Ờ, quẹo trái vô. Quẹo trái vô đi. Dạ. Đứng chừng chút xíu rồi có tới cái ngã tư đó, cái ngã tư đó cưng quẹo phải. Quẹo phải. Quẹo phải đi chừng mấy căn nhà thôi. Dạ. Mấy căn nhà thôi là cái... tới hả chị? Không, cưng tới cái ngã ba nữa. Tới cái ngã ba. Dạ. Ba đó rồi cưng mới tới cái ngã ba đó cưng quẹo đi. Quẹo. Ủa chị? Nhưng mà quẹo trái quẹo phải? Ờ, muốn quẹo đâu quẹo cũng được á. Ừ. Kỳ vậy chị? Chị nói kỳ vậy? Không. À, quẹo phải đi cho nó dễ. Quẹo phải, dạ. Quẹo phải qua cưng đi chừng chút xíu nữa tới cái ngã tư đó. Cưng. Dạ. Quẹo trái đi chừng chút xíu nữa đụng cái ngã ba. Cuối cái ngã ba đó là cái nhà này. Trời ơi, sao xa dữ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Sao xe của em nó định vị là nó nói là khu vực nằm ở đâu đây mà? Trời ơi, cái định vị đó nó mát rồi, trời nắng vậy người còn mát chú ngồi chi cái định vị đó cưng. Đi, dạ. đi lẹ đi, để cái chỗ này tốt lắm, con. Dạ. Người khác người ta tới người ta mướn là không có chỗ ở đâu đó. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm à. Con giờ chị tốt bụng ghê á. Ờ, chị ai cũng vậy. Em cảm thấy mình may mắn quá. Dạ. Hả? Gì nữa? Hả? Gì vậy? Chị. Hả? Mạch của chị tốt lắm á. Ồ vậy hả? Vậy là em gặp đúng người rồi. Chị là người tốt bụng lắm á. Ờ, mạch tốt, người tốt bụng. Ừ. Đem khám thêm coi chị có. Đủ rồi, cưng, đủ rồi, nhiều đó đủ rồi. Thôi đi lẹ để người khác người ta mướn là không có chỗ ở đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Ừ, đi cưng. Rồi, em phải đi nhanh. Đúng không? Thôi người ta giật cái chỗ của em đó. Đúng rồi. Dạ. Đi cưng. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Công việc chị tốt bụng ghê rồi đó. Chị, khoan. Khi nào mà chị muốn khám bệnh á, chị nói em nha. Rồi, trời ơi. Em đi nha. Đi từ từ thôi. Trời ơi, con chạy giúp té bây giờ từ từ cưng.
Trời ơi, tội nghiệp ghê vậy. Đi đeo để sợ người ta biết mà không biết mình y tá bác sĩ hay sao, đeo tùm lum hết trơn á. Trời ơi, khổ ghê. Y cái địa chỉ. Ôi, cưới bên luôn, cưới bên luôn. Trời ơi, hên quá, chị nó đi ngược lại. Gì không? Ông mệt rồi hả ông? Cái bởi vậy tao nó máy móc gì mà thua con người nữa. Hồi sáng giờ mới hút có 7-8 lần, giờ ông mệt rồi. Giờ muốn nghỉ ngơi phải không? Mệt với ông quá đi. Vô đây nằm nghỉ chút nghe. Nghỉ đây chút đi, rồi cái chừng 15 phút nữa cái tôi bắt đầu tôi cho chạy tiếp, thấy không? Làm cho sạch sẽ nhà cửa này kia ngõ. Rồi có khách người ta mới thuê tao ở chứ ha. Tôi là Nguyễn Văn Sạch, thứ 6, tức là sáu sạch. Tên giống như người, thích sạch sẽ, ghét ở vừa. À, vậy phải sạch không? Tao nói cho thanh niên mà ông trai mà nó thuê phòng nó ở dơ, nó bày hay kiểu không có nổi luôn nha. Bây giờ chuyển cho phụ nữ nè, cho con gái thuê phòng. Tao ở sạch sẽ vậy nó an tâm hơn, thấy không? Đó. Đây nội quy đây. Phải có nội quy đàng hoàng, ta đọc lên để ta không có cãi mình. Đọc xong ta ký hợp đồng. Đồng ý thì ở, không đồng ý, get out, ra cửa sau đi về. Khách tới rồi. Gọi điện thoại mấy người vậy là phải có người tới chứ. Hey, xin chào, tôi tên là Nisa. À không, tôi tên là Linda. Nghề nghiệp làm trong quán bar, mọi người hay gọi là bartender. Tôi yêu thích các thể loại nhạc mạnh như rock, dance, remix. Và đặc biệt là tôi thích nghe ra ngoại lúc mọi nơi. Nên tính tình tôi rất là mạnh mẽ như đàn ông. Mọi người hay nói tôi là ô môi. Nhưng không, tôi chắc chắn với các bạn rằng tôi không phải là ô môi. Tôi chỉ không thích đàn ông thôi. Hay, hay. Ô, người ta hả? Người ta, chứ không lẽ ma. Mai cũng nói con ma, quen rồi. Dạ. Ô, trời ơi, lúc này ốm nè. Mất cái bụng luôn. Trẻ ra nữa, mặt hồng hào nữa. Lần đầu tiên con mới gặp chú đó. Lần đầu tiên mà tưởng quen lâu rồi. Cô thuê phòng hả? Chứ không lẽ đi chơi, đâu có rảnh. Nhà này có 4 phòng. Dạ. Thuê phải có điều kiện đủ quy định. Phải có điều kiện, con thích vậy đó. Chú điều kiện chú nói con nghe. Đâu ra đó phải không? Dạ. Giá đều như nhau 4 phòng. Dạ. Cô muốn chọn phòng nào tùy ý cô. Dạ trời. Thấy không? Dạ. Dạ vậy con đi coi phòng hả chú? Đúng rồi. Dạ, rồi. Dạ. Dạ sao? Cởi dài. Cởi dài, dạ. Vệ sinh chung, giữ vệ sinh chung. Dạ, chú sạch sẽ quá. Ừ, phải vậy chứ, nhà dạ. Tôi sạch sẽ lắm. Cô tiền không có đâu. Con không có đâu ra. Dạ, cảm ơn chú. Vali. Cái này của con. Thì đồng ý chứ mày của tôi. Nhưng mà 4 cái bánh cô kéo ngoài đường nó dơ rồi. Thấy không? Đây, tôi chuẩn bị sẵn sàng. Lao 4 cái bánh giùm tôi rồi kéo vô. Dạ thôi, dạ thôi. Dạ tô tốn giấy hao giấy chú quá. Thôi để con ẩm nó lên cho nó gọn. Ờ thôi vậy chắc ăn ha. Dạ, chịu khó chút xíu mà nó sạch. Mời vào. Đi thuê phòng mà cực quá. Ủa cô đi tìm Trả Lạc hả? Dạ, con là Trả Lạc chứ không có đi tìm Trả Lạc à. Ủa bèo dèo quá. Dạ, chú cho con hỏi chú phải là xe phòng không vậy? Đúng. Dạ. Nhà này đúng không chú? Trời ơi, nãy giờ con đi vòng đi 2-3 lần cái khu vực này luôn. Con không ngờ là gần như vậy mà tự nhiên đi chi mà xa xôi. Dạ. Nhà tôi có 4 phòng. Giá đều như nhau hết. Dạ. Cô có quyền chọn lựa, thích phòng nào chọn phòng đó. Ôi, sao chú dễ quá vậy? À, chứ sao, coi phòng xong đi xuống đây tôi nói quy định rõ ràng cho cô nghe. Thấy không? Có quy định nữa hả chú? Chứ sao, phải vậy. Dạ. Mời cô vào coi phòng. Dạ, con cảm ơn chú ạ. À, coi phòng. Dạ. Cởi dài. Vệ sinh. Thấy không? Giữ vệ sinh mà. Dạ. Sạch sẽ, thấy không? Chú! Hả? Chú khỏe không? Ờ thì cũng sức khỏe thì nó ngay. Hả? Ồ. Mạch của chú tốt lắm nha. Ủa vậy hả? Dạ. Hình như là sáng nào chú cũng tập thể thao phải không? Có. Dạ. Để con khám nội tạng cho chú.
Chú yên tâm đi, con mà ở nhà này là con sẽ chăm sóc sức khỏe cho chú. Khỏi, khỏi quay nội tạng của con, quay phầm lại chắc hơn ha. Dạ. Nhưng mà chú yên tâm đi nha. Con mà đã ở đây rồi á là sức khỏe của chú lúc nào cũng tốt hết. Dạ. Tôi thấy cũng hơi mệt rồi. Nhưng mà không sao. Mời cô, mời cô. Tôi là Mai Mai, tính tình rất là nghiêm khắc và khó chịu. Tôi yêu sự thủy chung và ghét giả dối. Nghề nghiệp hiện tại của tôi là y tá. Tôi rất là thích khám bệnh. Khi bệnh nhân cần tôi, bất kỳ nơi đâu tôi cũng đến khám bệnh. Người không bệnh không cần tôi, khi gặp tôi cũng sẽ khám bệnh. Bởi vì nói chung là tôi thích khám bệnh. Dạ. Mời cô. Mới có hai mà muốn mệt rồi đây này. Hôm nay làm việc xong trễ quá, không biết tới nơi có còn phòng để cho mình uống kịp không nữa. Khổ ghê vậy đó. Đây, đây, đây. Đây đi mở này là vô coi phòng ha. Hai nhà chiếu đẹp phòng quá. Phòng nào cũng đẹp hết. Dạ. Thật sự. Chú ơi, chú, con thấy cái phòng ngay cửa sổ được á, con ở trên đó với ngay ban công nữa. Thích cái cửa sổ. Chị! Trời ơi! Chị! Hồi nãy tôi đưa địa chỉ cho chị. Rồi chị cố tình đó, chị chỉ dòng cho để tôi đi đâu xa đúng không? Rồi chị lấy cái chỗ này đúng không? Chú, ai biết chú, đâu. Chú. Học được. Một hồi tôi nói chuyện với chị sao? Chú. Con cần một cái phòng á, có cửa sổ. Con lấy liền đó nha chú. Cái gì? Trời ơi, tôi đến trước tôi nghe cái phòng cửa sổ tôi lên tôi chọn chú, tôi nói với chú là tôi ở đây là tôi chọn cái phòng cửa sổ, cô đến sao cô phải chọn cái phòng khác chứ? Trời ơi, nếu mà tôi không đưa địa chỉ á làm sao chị biết chỗ này đúng không? Chị là người tranh giành, chị là một người xấu. Tôi nói thiệt á nha, cái sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi làm y tá là bắt mạch cho chị là cái loại người tốt. Cái gì tốt lúc đó thôi, còn bây giờ là xấu. Trời ơi, tôi không ngờ chị là người hả vô tổ chức, người cơ hội ha. Tôi ghét những cái người dạng nhẽm nha. Tôi không có thích những người ha mà không biết trên biết dưới ha, lớp lan gì hết ha. Chị là có con người hả thiệt á, là vô đạo đức, cái đồ không có học thức là dành cho có người khác. Mà nín đi. Cái gì vậy? Chửi người ta hay gì cũng phải từ từ cho người ta thấm, người ta hiểu, người ta mới biết chứ. Nói nhanh quá mà ai hiểu được. Bộ của mình cô biết nó lẹ nó nhanh hả? Tôi không biết nó lẹ nó nhanh hả? Tôi nói cho cô biết là tôi là người đến trước cái phòng ngay cửa sổ là phòng của tôi. Nhưng mà nếu cô mà tôi đưa đi chị á, làm sao chị biết chỗ này? Như vậy là không có đúng. Chứ không phải là chị phải biết người nào là đứa kia chị. Nhớ không? Sợp! Chị! Tôi nói chuyện với cô nha. Nãy giờ là tôi đã nhịn cô rồi, cô chửi tôi hay mà gì tôi cũng nhịn tôi. Sợp! Cái phòng ngay cửa sổ là phòng của tôi chứ không phải là của cô. Tôi là của tôi. Của tôi đấy. À, nhà tôi. Có khách. Tiếp. Dạ, tôi nói cho chị nha. Tôi đưa địa chỉ cho chị. Chị cố tình đó, chị hạ chỉ tôi dòng cho tam quốc ha. Bây giờ chồng lấy. Tôi nói chị của cô. Chị. Cái phòng đó là phòng của tôi, không thích phòng cô. Trời đất ơi. Nhưng mà tôi là người đưa đi. Chị cố tình đó, chị hạ chỉ tôi dòng cho tam quốc ha. Bây giờ chồng lấy. Cô Thủy Tiên phải không? Tôi tên là Lolita Thủy Tiên. Tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng, rộn ràng. Tôi yêu thích phim hoạt hình, yêu tất cả các nhân vật Hello Kitty, Minnie Mouse và Princess. Tôi đã tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc Hàng A. Giọng hát của tôi ngọt ngào, thánh thoát lánh lót, trong veo. Cho nên nghề nghiệp hiện tại của tôi là MC, giới thiệu chương trình. Nhìn cô là tôi biết liền à. Tôi thích xem chương trình của cô ở tên Vietfest TV dữ lắm đó nha. Tôi đâu vậy? Ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Bali, cô thuê phòng phải không? Dạ. Muốn thuê phòng phải không? Dạ. Rồi, tôi có một căn phòng đặc biệt, tuyệt vời, dành riêng cho cô. Mời vào. Khỏi cởi giày, mang giày, vô luôn. Mời cô. Đây hai chú. À. Trời ơi, chị tranh giành như vậy là chị là một kẻ xấu. Chị là người không xấu. Gì vậy chú? Đừng có để ý, coi phòng đi con. Trời ơi, con tưởng con lạc vô sở thú. Coi phòng, mời cô đi đây. Dạ. Thẳng vô đó. Tiếp. Nè nha, đừng có nghĩ là ai hiền á, là ăn hiếp người ta nghe. Không, tôi nói chuyện với cô. Tôi không có bao giờ nghĩ gì là hiền hết á. Mà
Nhưng mà rõ ràng đó là chị làm như vậy là không nói đúng. Không có đúng. Bây giờ chị lên đâu? Bây giờ tôi khám chị để đưa cái con người giả của chị nhé. Tôi nói cho cô biết nha, cô á là y tá không? Là trong bệnh viện á, cô làm chỗ này, cô ngoài đường mà cô cũng đè tôi ra khám là sao? Không, hả? Cô có lòng tốt nha. Tôi có lòng tốt, tôi thấy chị hổn hển không hển rồi tôi khám cho chị. Tôi không biết là chị bị cái gì hết. Nhưng mà rõ ràng qua tôi làm lòng tốt cho bà chị. Chứ tôi làm như vậy là cô không có chị. Là con bệnh là tao muốn chị làm cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị đòi đánh tôi là sao? Trời ơi, cái gì vậy? Tôi không nên đánh cô chân anh nhưng mà hả? Cô làm gì cô thở dữ vậy hả? Làm mày mệt lắm hả? Tôi nói cho cô biết nè, nãy giờ tôi nói quá nhiều đi mà tôi còn chưa thở giống như cô nữa, làm gì thở dữ vậy? Chị tưởng sung sướng lắm hả? Nãy giờ nghe chị á, tôi mệt lỗ tai luôn à. Mệt thì nghỉ đi. Nghỉ thì nghỉ. Nghỉ đi. Im lặng quá, biết hết chiến tranh rồi. Cãi nhau la o rồi chứ. Hình như có cái dấu vớ. Cãi nhau chỉ cho mệt thấy không? Đến giờ phải ngồi vậy im lặng. Bao nhiêu hơi rồi tuôn ra hết chỉ cho nó mệt, cho nó khổ vậy không biết nữa. Chú Sáu ơi. Cô. Chú Sáu. Xong rồi chú Sáu. Vậy con hả? Ở đời vô cái phòng đó rồi. Cái phòng rất ư là lãng mạn. Một căn phòng có cái cửa sổ. Cái gì? Cái cửa sổ. Dạ chào hai chị, tôi tên là Thủy Tiên. Rất là vui được làm quen với hai chị. Chú Sáu nè, mai mốt với chú Sáu con sẽ ngồi con hát nè. Con đàn nè. Đó. Nghe cái khung cảnh lãng mạn của cái cửa sổ. Cái gì? Thì cái cửa sổ. Hỏi hoài. Sit down. Please. Chú, sit down please. Dạ. Ngồi xuống. Đó. Thôi giờ vậy, tôi chủ nhà để tôi quyết định. Ý tôi là như thế này. Cô Thủy Tiên á, người ta là một nghệ sĩ thì người ta ở cái phòng có cửa sổ để chi? Để người ta ca hát hay người ta làm thơ cho nó có lãng mạn. Còn hai cô ở hai cái phòng kia, mặc dù nó không có cửa sổ nhưng cái cửa ra vào nó có. Nhà tôi đó phòng nào cũng có cửa ra vào hết trơn cái trò, thấy không? Đó, quyết định vậy đi. Ở hai cái phòng đó, nhà tôi thì thoải mái, tôi không khó khăn gì hết trơn trời. Nấu ăn thoải mái, thấy không? Đó, nấu ăn muốn nấu cái gì nấu, nhưng mà đặc biệt không có mùi. Không có mùi sao nấu ăn được chú? Vậy thì khỏi nấu hả? Ừ, khỏi ăn. Tùy, cái đó tùy. Nhưng mà phải có nội quy, phải đâu ra đó đàng hoàng rồi sẽ ký hợp đồng. Tôi cũng xin tự giới thiệu với mấy cô như thế này. Tôi thứ sáu tinh sạch, gom chung lại là sáu sạch. Tất nhiên là con người của tôi thì nó rất là sạch sẽ, rất là vui vẻ. Cho mướn nhà, cho mướn phòng thì rẻ chứ không có mắc, thấy không? Do đó, cho nên tôi mới quyết định là cho các phụ nữ thuê phòng. Đàn ông con trai nó bày hày, nó ở dơ, tôi sợ quá rồi. Các cô thì mướn phòng là sạch sẽ, nhưng có cái là đừng có gây gỗ như nãy nữa, mệt lắm, thấy không? Đó, bởi vậy nên tôi mới là có cái nội quy. Một cái nội quy nho nhỏ. Nội quy nho nhỏ. Nho nhỏ mà có vỏ. Có nghĩa là khi mà tôi mở cái đại đỏ này ra, thì nó sẽ là một cái nội quy của tôi. Vậy mà nhỏ hả chú? Chú sao nhiều quá vậy chú? Bởi vậy nên đọc đâu có nổi. Bao nhiêu nội quy lận chú? Chỉ có 200 điều thôi. Các cô hãy nhìn vào đây và các cô hãy lắng tai để mà nghe. Nghe những cái điều của cái nội quy này nha. Đâu ra đó, đó vậy mới khỏe chứ. Chứ tôi đâu có thể nào mà tôi mà đọc lên cho nó nổi. Tới cô phải nghe nha. Nội quy action. Điều 1, chú Sáu nói mà không nghe, chú Sáu buồn, chú Sáu đuổi. Điều 2, lèm bèm nói nhiều, chú Sáu nhức đầu, chú Sáu đuổi. Điều 3, đồ đạc bừa bộn, quăng lung tung, chú Sáu ngứa mắt, chú Sáu đuổi. Điều 4, làm ồn, kỳ tiếng động mạnh, mở nhạc không hay, chú Sáu không thích nghe, chú Sáu đuổi. Điều 5, ở dơ, lượm thượm, không sạch sẽ, chú Sáu ức chế, chú Sáu bực mình, chú Sáu đuổi. Cái gì vậy chú? Chú làm cái gì vậy?
ruồi. Một con ruồi. 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 Đó. Làm chú Sáu buồn, hậu quả sẽ như con ruồi. Dũng sĩ diệt ruồi. Nghe tiếp. Trời ơi, con ghê giống như đọc thơ vậy chứ. Mà dài dữ vậy chứ. Đó, kinh nghiệm của tôi mà. Hồi trước cũng có người tới thuê vậy. Tôi đọc tới điều 40 là tôi xỉu rồi. Bởi vậy bây giờ tôi thu vô đây cho chắc ăn. Nghe hết rồi ha? Dạ. Hiểu hết rồi ha? Dạ. Đó mấy cô phải hiểu. Sống trên đời này nó phải có nguyên tắc. Nguyên tắc là nguyên tắc. Nguyên tắc nó dựa trên mọi vấn đề. Mọi sự thành công, mọi sự thành đạt, nó đều phải do cái nguyên tắc này. Con người cũng vậy. Con người sống có nguyên tắc thì cuộc đời mình mới trơn tru. Các cô còn trẻ, có nhiều khi các cô không hiểu được nguyên tắc là gì. Nguyên tắc là cái chi chi. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Khi các cô đã ở trong nhà này rồi, các cô sống chung với chúng tôi ở đây, thì các cô sẽ hiểu nguyên tắc là như thế nào. Nguyên tắc nó như là một cái bài thơ. Nó như một cái bài dần thơ ngọt ngào. Mà khi ta đã hiểu được cái nguyên tắc đó rồi, thì chúng ta sẽ thành công. Trên bất cứ mọi vấn đề nào, chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ đạt được cước thuyền. Con người sống có nguyên tắc, đó là con người như thế nào? Là một con người thành công, một con người thành đạt, một con người sẽ trời đất ơi, nó ngủ hết rồi trời. Trời đất ơi, ngủ hết. Tao nói nãy giờ rồi bà mệt rồi chết rồi, tao diễn tả cho rồi hiểu rồi, tự nhiên rồi ngủ hết rồi, biết được cái gì. Thức dậy. Dạ. Ngủ rồi. Dạ, hay quá. Ký vô cái hợp đồng này, thuốc cái đi. Dạ, ký. Ký vô một cái đi. Nói rồi nãy giờ là mệt rồi chết. Cái diễn tả cái cuộc đời của người ta như thế nào, con người phải sống như thế nào. Nó, tôi là lớn hơn mấy cô, có nhiều khi là tôi phải nói lên những điều đó để cho mấy cô hiểu. Dạ. Ký tên vô hết đi. Dạ. Nãy giờ rồi mấy cô vậy rồi, mấy cô có nghe được gì không? Dạ có. Dạ có. Nghe rõ lắm. Nghe rõ phải không? Dạ. Nghe tiếp. Tại sao tôi phải nói những điều đó cho các cô nghe? Tại vì tôi lớn lên, tôi sống cho tới bây giờ, tôi thành công, tôi rất mãn nguyện. Thành công của tôi là gì? Có nhà cho người ta thuê phòng để ở. Đó là một cái sự thành công, một cái sự thành đạt. Lúc trước tôi đâu có nghĩ tới đâu. Nhà tôi đã nói. Mày, ủa đâu hết? Ủa đâu mất tiêu hết trơn trời rồi. Trời đất ơi, ủa nó lên phòng hay là nó đi ra? Có khi nào nó trả nó không ở không trời? Ủa không có, ba ly sách hết rồi. À, không sao. Ai, nó ký hợp đồng là kể như mình đã thành công. Đúng là con người thành đạt. Của tôi ha. Ủa cái này của tôi mà. Biết
về nãy cưa đôi là đâu có chuyện gì xảy ra thì đâu. Cưa đôi hai người ăn được rồi, tự nhiên giờ đâu mà có người khác xuống ấy. Mà cô ăn cũng kỳ cục, nó ăn mắc nghẹn vậy mà nuốt cũng nổi nữa, hay ghê vậy đó. Ăn phải nhìn ý tứ chút của ai, người ta xuống người ta hỏi người ta ăn, tự nhiên là bóc ngón vô trong miệng ăn à. Gái gì kỳ cục không? Tôi đâu biết đâu. Đang bịt mắt rồi mở lên thấy bánh bao này ăn ai biết hoài đâu, trời mưa nó bụng quá mà làm dữ. Ăn cái bánh bao. Ăn cắn con cá. Chửi người ta vậy á. Thôi đi. Không có rồi thôi. Khỏi ăn đi. Thôi có gì đâu, có bánh bao thôi mà. Ý. Nó nghe nè. Cái gì? Tôi có cái món này đền cho hai chị. Món gì? Món gì? Sầu riêng. Cái gì nói gì nói lại nghe coi. Sầu riêng. Phải không? Trời chị ơi. Thích lắm luôn. Thích phải không? Đâu lắm rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, xé sầu riêng hả? Chị lấy sầu riêng đi, chị lấy sầu riêng. Trời ơi, tôi đâu phải sầu riêng đâu mà xé tôi vậy. Trời ơi, quá hả? Có lòng quá không có ăn sầu riêng. Để đâu vậy? Nhưng mà không có được. Sao vậy? Để trong phòng đó. Không có nhớ điều 102 của chú Sáu hả? Có mùi nặng. Chú Sáu bịt mũi, mỗi tay. Chú Sáu giận, chú Sáu đuổi. Ý mà đâu có sao. Chú Sáu đang ở trong phòng thì làm sao mà nghe không, mùi không, được. Không, không sao đâu. Bây giờ đi lấy sầu riêng đi. Lấy sầu riêng xuống đây ăn. Ôi sợ. Không có sợ đâu, không có. Ai sao chịu trách nhiệm? Tôi chịu chó đi đi. Trời chịu nha. Chịu cho. Đi lấy sầu riêng rồi. Ba mình ăn chung. Ngon lắm. Đi sầu riêng đi, ngon lắm. Biết rồi, biết rồi, đi. Trời ơi, tẹn đường chết mà nó đứng nói sầu riêng ngon. Hay chưa, hay chưa, thấy cái bánh bao lợi hại chưa? Tự nhiên hai tụi mình không ăn, tự nhiên cứ sầu riêng ăn nha. Tè rèm, tè rèm. Trời ơi, ăn liền đi, thèm quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Trời ơi, bà bị hôn mộ quá. Bà thèm sầu riêng mà bà over vậy đó hả? Đâu rồi, không có nghe mùi. Thì ăn đi. Bây giờ nghe cái mùi nó chịu không nổi. Thì ăn đi. Trời ơi, tránh ra cho tôi hửi ra chứ. Trời ơi, cái này của bà từ trong phòng bà hửi đã rồi. Mà nãy giờ đâu có dám hửi đâu. Thôi thơm quá, thôi ăn hửi đi. Thôi ăn ăn đi. Giờ này mà ai còn mở đèn ở dưới vậy ta? Đèn sáng choang dưới bếp vậy nè. Ủa? Dạ. Giờ này sao hồi chưa ngủ, không chịu đi ngủ sớm đi, ở đây làm gì nữa đây? Dạ. Con đang làm quen. Làm quen? Dạ. Giờ đây phải ngủ sớm chứ. Chắc phải ra cái nội quy theo cái điều 201 phải đi ngủ sớm quá. Phải đi ngủ sớm. Dạ. Tôi có đi ngủ sớm à. Ngủ liền dạ. Đừng đo đi. Đeo cái tủ lạnh. Làm sao? Không có đeo, chạy đứng ngựa một chút thôi, không có đeo gì hết. Tôi nghi lắm mà. Dạ. Phải có cái gì đây nè? Không có gì hết trơn. Tụ tập ở dưới này làm cái gì? Tránh qua một bên. Chú. Bước qua đây. Bước qua đây. Chú muốn con bắt mạch không? Để bước qua đây. Bệnh hoạn gì bắt mạch? Cô này bước qua đây. Chú. Tôi rất là thích cô, nhưng mà nội quy trong nhà tôi phải giữ. Bước qua đây. Dạ. Bước qua đây. Chú Sáu. Trời mẹ nhìn chú. Cô đứng hoài đó hả?
Cô có biết con ruồi hồi sáng tôi làm việc chứ nó như thế nào không? Thấy chưa? Dạ con biết rồi. Bước qua đây. Dạ. Cái gì trong tủ lạnh? Tại sao có cái gì trong tủ lạnh? Chết rồi. Trời ơi. Tại sao? Tôi đã nói rồi. Tại sao có sầu riêng? Một lần cái gì? Một lần thôi chứ. Ba người xúm nhau ăn sầu riêng phải không? Dạ. Tại sao ăn sầu riêng? Dạ phải. Dạ phải. Mà không rượu tôi. Dạ. Ủa? À, trời. Dạ. 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 Sầu riêng lắm. Anh chú. Hương vị quê hương. Dạ. 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 Thơm quá. Dạ. Thơm quá hả chú? Ngon ngon thơm quá, thơm quá. Ngon quá. Ngon hả chú? Ngon. Dạ, ăn từ từ ăn dạ. Từ từ gì, sầu riêng là ngon lắm rồi, được rồi. Dạ, giờ này mà ăn sầu riêng khỏi ăn đi. Cái gì? Sầu riêng. Dạ, sầu riêng ngon. Nhưng ngon. Nhưng mà nó gì? Chú dính dính miếng mì. Sầu riêng mà có mì gói. Cái này làm sao mà có được cái vụ này? Sầu riêng mà có mì gói. Cái này là trời. Ủa thầy vậy? Gì vậy nè? Ủa lộn dụng gì nè? Sầu riêng mì gói. Cái này ở đâu? Dạ của ai? Sầu riêng của ai? Nhưng mà mì gói của ai? Dạ mì gói của ai? Sầu riêng này ở trong thùng rác. Đúng ra bỏ tủ lạnh. Tôi ăn. Dạ dạ. Giết người. Trời ơi. Trời ơi không nói, nói đau bụng rồi. Quân giết người. Trời ơi cho tôi ăn đổ trong thùng rác hả? Dạ. Con quân giết tôi phải không? Chứ sao? Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Hộ động. Cậu làm tướng em. Dạ dạ. Cậu làm. Chú sao? Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Ra đó, đó vậy mới khỏe chứ. Chứ tôi đâu có thể nào mà tôi mà đọc lên cho nó nổi. Tới cô phải nghe nha. Nội quê ác sân. Cái gì? Cái này. 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 Tôi là Nina. Tôi làm việc cho một quán bar bởi vì tôi yêu nhạc rock và không khí ồn ào náo nhiệt. Tính tình bộc trực, thẳng thắn, dí dỏm và mạnh mẽ. Ai gặp tôi cũng nói tôi là ô môi. Nhưng sai lầm, tôi không phải ô môi. Tôi chỉ yêu gái đẹp. Trở tướng Michael Jackson. Lắc cái đầu, cúi cúi đầu xuống mắt. Rụng hết không muốn đặt.